một buổi chiều thật là mát mẻ và yên tĩnh anh chị ha à, hiện tại em thì đang có mặt ở tại xã suy mộc huyện suy mộc tỉnh bà rịa vũng tàu ha à, thì sẵn đây em Điền cũng xin được giới thiệu tới cô chú chị một cái bất sản hơn 2.000 mét vuông nằm trên khu dân cư ha ở nhà dân xung quanh này anh chị có thể thấy nè ha và cách tỉnh lộ có chút xíu ha. à, hả ngoài kia cô chú chị có thể thấy nè à, đường xe chạy nườm nượp ha và bên này cũng có cái ngôi nhà rất là đẹp Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo đêm Bất Sản Em là Điền đây à, Thì đây anh chị à, Bất động Sản mình thì à, nằm trên mặt tiền đường này nha Đường này mới trải nhựa xong luôn chị Nóng hổi luôn khoảng vài tháng rồi đây thôi ha. đó Và tất nhiên là đường mình là sẽ là thông thương anh chị ha à, Tới ngay, ngay đây gặp ngã ba mình ra được tỉnh lộ 329 này Và hướng ngược lại ha Hướng ngược lại thì mình cũng ra gặp ngay ngã ba đây à, Mình có thể rẽ bên tay phải là ra tỉnh lộ 329 rồi Khoảng à, 100m thôi Hả? là ra tới rồi. Và vị trí bóng sản mà em đi muốn giới thiệu tới đây thì cách trung tâm xã Xuyên Mộc ở khoảng là vài trăm mét thôi anh chị ha, hướng ngoài đây ha. À, thì ra đó thì dường như là trung tâm thì có chợ, ủy ban, trường học các cấp và trạm y tế, bách hóa xanh, vân vân, nói chung là tiện ích tiện nghi thì đầy đủ anh chị ha. À đây anh chị ha. Thì trước khi vào bông sản để khỏi mất thời gian của chú chị mình thì em điền sẽ nói sơ qua cái bông sản và em Điền sẽ báo giá luôn ha. Đây, bông sản mình thì có là ngang 38 m ha. rào cột đầy đủ rồi, từ đây ha. Qua bên này. Đó, là 38 m và mặt tiền cái 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 cạnh bên này là sâu khoảng là hơn 60 m này. Và cạnh bên này là sâu hơn 50 m, đó và trong bất động sản mình thì được trồng nguyên vườn mít anh chị ha đó. nguyên vườn mít luôn full luôn đó. hơn 2.000 mét vuông khoảng là 2002 anh chị ha đó hiện tại bất sản mình thì đang được phủ hồng toàn bộ thôi mình có thể lên thổ cư được anh chị ha à, và và giá giá thì em điền cũng xin được báo giá bất sản mình luôn à, giá gia chủ mình đang cần bán là 3 tỷ rưỡi nha 3 tỷ rưỡi cho tổng bất động sản này hơn 2.000 mét vuông à, và có 38 mét mặt tiền đường này tính ra một mét nha chưa tới 100 triệu một mét anh chị ha nằm khu dân cư hả Nói chung là khu dân cư mà tìm cái diện tích nhiều như vậy á, thì cũng hơi khó chị hả và gia chủ bất động sản này thì cũng đang cần tiền nên là cũng đang rao bán ha gửi em điền rao bán đó và từ vị trí này nha mà ra thị trấn phước bửu cũng như là xã xuyên mộc à, ra thị trấn phước bửu cũng như là huyện xuyên mộc á thì khoảng đâu đó là chín cây số ha và xuống biển gần nhất là biển hồ Tràm anh chị khoảng là 15 cây số ha đó thì hướng à, à, đây có đường bê tông này mình có thể đi ra được tỉnh lộ luôn và đường này đường này cũng được đường này cũng được thì à, cái đường này thì đường ô tô đi hơi khó một chút xíu thôi nhưng mà vẫn đi được nha ra khoảng à, 100 m là ra được tỉnh lộ ngoài đó rồi. Thì rẽ bên tay phải, tay 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 phải này mình sẽ giao với được quốc lộ 5 ha, đi xuống biển là hướng đó. Đó, giao quốc lộ 5 thì ở đó là dường như là trung tâm huyện rồi. Ha. Đó. Từ Sài Gòn mà có chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng hai tiếng đồng hồ chưa tới anh chị ha. Đó. mình đi cao tốc nói chung là đường xá giao thông thì à, bữa nay thì hiện đại rồi, nói chung là làm đường cao tốc này kia về đi về rất là nhanh. Đó. và cái bất động sản mình thì đang có hướng là hướng đông nam anh chị ha. Hướng đón vừa đón gió buổi sáng, đứng đón đón nắng buổi sáng và được đón gió nam luôn anh chị ha. Gió mát. Đó. À, chỗ này thực sự là rất là yên tĩnh anh chị. Dân cư có nha, không phải là yên tĩnh là vắng dân đâu. Vân, vân dân cư vẫn có ha. Đó và một cái bất động sản hơn 2.000 mét vuông này à, rất thích hợp cho cô chú chị nào mà muốn làm nhà vườn nghỉ dưỡng ở đây thì rất là hợp lý anh chị nói chung là giá đầu tư là vẫn là đang giá đầu tư rồi nhưng mà có thể là mình đầu tư để lâu dài hoặc là mua bán lại hoặc là làm nhà vườn hoặc là cắt ra bán bớt cũng được anh chị đó và trên đất mình thì dường như là đất rất là màu mỡ anh chị ở đây thì đất đỏ ba giang này cái vùng đất cái mặt chất đất này anh chị có thể thấy này ha ở trong thì cỏ nó che rồi không thể thấy màu đất nhưng mà đây có thể so sánh ở bên này ha đó rồi em điên cũng xin được báo giá lại một lần nữa và báo cái gì tích lại một lần nữa ha để cho cô chú chị mình ấy à, ngang là 38 à, và sâu là một cạnh là hơn 60m và một cạnh là hơn 50m à, 2.200 mét vuông và thổ cư thì chưa có nhưng mà đang được phụ hồng ha có thể lên thổ cư được và giá đang cần bán là 3 tỷ rưỡi tất nhiên là giá này có sẽ có tương lượng ha rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất sản này thì liên hệ em Điền em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất sản này và thiện chí nữa thì mình có thể gặp à, trực tiếp chủ để mà thương lượng thêm ha rồi em Điền xin được dừng video clip tại đây xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ha xin chào